Thư tên là Thư, tên đầy đủ là Lâm Băng Thư. Hiện tại Thư đang làm bên mảng đào tạo tiếng Trung. Và cái slogan bên Thư là tận tâm hết lòng vì hiện tại Việt Nam. Cơ duyên thì thật ra là thầy Quốc có mời Thư qua một cái vé mời. Đợt trước thì mình cũng có tham gia rồi, thì cũng rất là ấn tượng về các tổ chức ở bên BDCA rất là chuyên nghiệp. Cho nên là đi đợt 2 thì lại càng có nhiều cái để học hơn nữa. Khi mà tham gia thì ai cũng sẽ rất là nhiều thứ để bỡ ngỡ ra. Và mình sẽ cảm giác là quá hay và về nhà mình phải áp dụng ngay. Nhưng mà khi mà áp dụng cái gì á, thì điều đầu tiên mình phải xếp lên đầu tiên á, là theo doanh nghiệp của Thư thì hiện tại là đang là về hệ thống. Tức nghĩa là mình sẽ ưu tiên về quản lý hệ thống của về tài chính trước, sau đó mới đến những cái khác. Thì được những cái chuyên gia giống như anh Dũng và anh Quốc, mọi người hướng dẫn Thư rất là tận tình. Tức nghĩa là nên ưu tiên được làm cái nào trước. Cái điều đó Thư rất quan trọng, tại vì cái nào cũng hay hết, nhưng mà cái nào mới là cái mà áp dụng được về cho mình và phù hợp với mình hiện tại để mình đi trước. Tại vì học quá nhiều nhưng mà mình áp dụng được cái gì mới là cái của mình á. Đầu tiên là mô hình về làm hệ thống trước. Cái thứ hai là hệ thống để có cái bạn đó, bạn làm về doanh thu, có một cái bộ phận để làm về marketing đó. Sau đó về hệ thống xong rồi Thư sẽ áp dụng về trong đội ngũ, là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Và khi mà có đội ngũ rồi thì mọi người sẽ cùng nhau thực hiện mục tiêu chung, đó là mục tiêu tài chính. Thì theo Thư thì Thư sẽ sắp xếp như vậy. Thật ra thì Thư cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng mà Thư có một cái điều mà đặc biệt hơn người khác. Tức nghĩa là một cái ngọn lửa trong mình. Tức nghĩa là mình rất là ham đi học và phát triển bản thân. Và với cái điều đó thì mình nghe mọi người nói nữa. Tức nghĩa là tầm phát triển của chủ doanh nghiệp chính là sự phát triển của doanh nghiệp. Cho nên mình không thể nào mà ngừng phát triển được. Thì khi đó thì Thư nghĩ là cái điều đầu tiên của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những bạn trẻ, là đầu tiên là phải phát triển bản thân trước, sau đó phát triển về tư duy và về mới có đội ngũ hệ thống về làm cùng. Thực ra bản thân mình mà không vững thì mình cũng chẳng lead được đội ngũ làm gì. Bản thân mình là người dẫn đầu, mình không đi học thì mình rất là thụt lùi về sau, và mình thụt lùi thì doanh nghiệp cũng thụt lùi. Đó là một cái mà Thư luôn luôn quan niệm như vậy.